Biết ngay mà, biết ngay mà, cái kiểu biệt xô liên tục thế này này, kiểu gì trả về con cơ một lần nữa. Ok, nhận luôn anh em ạ. Bình Chi Linh, alo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình và bài học cái đắng của anh em khi anh em chơi con game bài đổi thưởng là cái gì. Nói thẳng ra đối với mình ấy, mình chơi con Big Boss cũng khá là nhiều rồi, và khi mà mình chơi ấy, thì là mình cuốn một cái trò lật bài này. Nói chung là cũng có lần thăng hoa và cũng có lần là cay đắng, nhưng thực sự là khi mà mới biết lật bài thì cay đắng nó muôn phần anh em ạ. Nếu mà để mà nói mất mất ở cái lật bài này, chắc mình phải mất đến 60m đó. 60m bắt đầu lúc đấy mình mới ngộ nhận ra lúc đấy mình mới ngộ nhận ra, bắt đầu là mình tìm phương hướng mình chơi làm sao cho nó ổn định đó. Thì cái trò lật bài này thì thực sự đối với anh em, khi anh em chơi anh em phải hiểu là nó lên cực nhanh và nó cũng xuống là chỉ trong một nút click thôi. Thế nên là anh em mọi lần tính toán anh em phải biết là suy nghĩ lại cái số tiền của mình là còn bao nhiêu anh em nhé. Thì hôm nay là mình đang có khoảng tầm là 20m, thế nên là mình vẫn cứ vào mình chơi Big Boss anh em ạ. Mình là Hưng anh em ơi, chúc anh em thắng lớn anh em nhé. Hôm nay để xem có được cái gì ra hồn không anh em ạ. Anh em có thể thấy là về đen liên tục anh em ơi. Rồi, lên nào. Một lần này. À, lần này là biệt đen à. Thôi không sao, kiểu gì chả ra dãy một dãy đỏ anh em ạ. Kiểu gì chả ra một dãy đỏ. Lên tiếp này, hai đỏ này. Ba đỏ này. Bốn đỏ này anh, ok anh em. Từ từ đã, ngồi suy ngẫm tiếp đã anh em ạ. À, ngồi suy ngẫm tiếp đã. Bây giờ nếu mà bây giờ cái vốn của mình là 20m đúng không anh em? Bây giờ nếu mà mình nhận thì nó khoảng rơi ở tầm là 20 thành 30 triệu. 30 triệu thì mình lời khoảng tầm là 10m. Nhưng mà thực sự là nói với anh em thì mình mang 20 triệu vào thì mình sẽ là chỉ tiêu nó sẽ cao hơn. Thế nên là tay này thì mình sẽ làm một tay nữa nhé. Rất nhiều anh em chơi là cứ chơi kiểu là lên khoảng tầm là vốn khoảng tầm là 2m đi vào đúng không? Anh em chơi lên lật khoảng tầm là 3m, 3m9 rồi bắt đầu là anh em lại nhận. Thì thực sự là chơi như vậy là cũng được thôi, nếu anh em nào chưa biết thì cũng được thôi. Nhưng mà mình khuyên ý, nếu mà anh em tâm lý mà ok, hãy chơi càng nhanh càng tốt. Ok anh em nhé, làm sao đỡ phải dây dưa, đỡ phải lằng nhằng gì cả. Kể cả anh em vào đăng nhập phát anh em làm một tay anh em thắng. Dừng, ok, chấp nhận. Còn hơn là anh em chơi 100 lần. Mà anh em tập thói quen chơi 100 lần thì thành ra anh em càng bị thua anh em nhé. Thêm 100 lần cái tỷ lệ phải biết là nó một nửa thua nửa thắng là biết như thế nào rồi. Chơi càng lâu thì tỷ lệ thắng chúng ta càng giảm anh em ạ. Rồi ok, bây giờ 5 rô này, quy rô này, 3 rô này, 4 rô này. Tay này thì mình tiếp tục biệt biến đỏ anh em nhé. Nên nào, khá là run anh em ạ. Hôm nay nếu mà được thì là mình sẽ dừng luôn anh em ạ. Còn không được thì chắc là mình sẽ cắt lốt 3M, 3 triệu 760k để chơi tiếp anh em nhé. Còn là mình chốt âm con số 10M. Nào, khá là căng thẳng anh em ạ. Bây giờ mình đang có khoảng tầm là 16 triệu 887.936k. Ok anh em. Nào, 3, 2, 1, đủ. Biết ngay mà, cái kiểu biệt xô liên tục thế này này, kiểu gì trả về con cơ một lần nữa. Ok, nhận luôn anh em ạ. Bình Chi Linh, hôm nay thực sự là quá là ổn áp anh em ạ. Đó, nói chung là cái tâm lý anh em khi mà anh em chơi, anh em phải biết được rằng là anh em nó cứng đến như nào. Đủ, để lại tí anh em, để lại tí, để lại tí, để lại tí, để tiện tí. Thế nên là mình khuyên anh em nhé, anh em chơi anh em phải biết là nếu mà anh em muốn chơi cái số tiền cao thì anh em phải biết là nó căng như nào, nó căng như nào đó. Không phải là cái tâm lý các bạn mang khoảng tầm là 2-3 triệu các bạn vào các bạn lật cái số tiền khoảng tầm là 2M đâu. Chơi như vậy chỉ có bỏ lóc giống để mà ăn, là dụ các bác có 2M đúng không, rồi vốn các bác là dụ xuống các bác 700 đúng không, các bác chơi nhẹ cho em cái cầu test khoảng tầm là 1K đó, còn cầu chơi thì các bác chơi test 50k thế thôi, chứ các bác đừng test khoảng tầm là 3 đến 400k thành ra nó bị dở anh các bác nhá. Ok, nào lên nào, hai đỏ ai ra đen liên tục nhỉ các bác nhá. Lên nào, lên nào,
Ồ, căng đấy. Để em xem em có kéo lên được lại khoảng tầm là 700k không? Bốn vẫn là bốn đỏ luôn kìa. Tiếp tục nào. Ui ôi. Nghe chừng khoai. Chỉ cả khoai đấy. Rồi ok. Nhận một tay đã. Đó. Thì chủ yếu là các bác chơi các bác phải hiểu được cái cách chơi. Thì cái tỷ lệ thua của bác cực kỳ nó ít đi các bạn. Đấy các bác thấy thể nhìn thấy. Lúc đầu là em chỉ cần thắng khoảng tầm là hai tay thôi. Hai tay cơ bản thôi, hai tay cơ bản thôi. Nó đã gồng hết lại mỗi trái cờ. Có thể là em thua tầm là 20-30 tay. Em chỉ làm đúng hai tay thôi. Ok chưa các bác? Và video đến đây của em là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.